Chị ơi, em đang làm công nhân, lương tháng không đủ chi tiêu. Em rất muốn kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập, nhưng chỉ dành dụm được 1,5 triệu. Làm vốn thì kinh doanh sản phẩm gì được ạ? Có 1 triệu mà cũng là kinh doanh. Em đùa chị hả? Mơ đi em. Đấy, là người khác nói. Còn chị sẽ đưa ra cho em những lời khuyên hữu ích. Cùng lắng nghe chị nhé. Chỉ với 1 triệu, em có thể hoàn toàn kinh doanh online các mặt hàng như mỹ phẩm, sản phẩm sử dụng hàng ngày như dầu gội, sữa tắm. Những sản phẩm có mức giá bán lẻ chỉ từ hơn 200.000 là ổn em nhé. Nhưng vấn đề là kinh doanh mặt hàng gì với số vốn chỉ có 1,4 triệu? Thì câu trả lời là đây. Taxi and Savvy đang có chương trình ưu đãi dành cho đại lý với số tiền nhập hàng chỉ từ 1,4 triệu và mức chiết khấu lên đến 25%. Taxi and Savvy là một thương hiệu mỹ phẩm danh tiếng của Úc với hơn 20 năm phát triển và hiện đã có mặt tại 33 quốc gia trên toàn thế giới. Chất lượng của sản phẩm đã được Bộ Y tế Úc và Việt Nam kiểm định và được công nhận. Đồng thời, thương hiệu này còn hợp tác với các chuỗi khách sạn nổi tiếng như Sofitel, Marriott, The Sydney Boulevard cùng với các hãng thương gia của các hãng hàng không như Jetstar, British Airways, Malaysia Airlines, Emirates. Đến đây thì chắc hẳn là chị em đã yên tâm rồi ha. Ai còn đang định khởi nghiệp với Sasi and Savvy thì đã được nghe review từ các ông lớn rồi đó. Chính sách ưu đãi cho đối tác phân phối từ tháng 9 năm 2024 là chỉ cần nhập hàng ở mức 1,4 triệu là có thể hưởng chính sách chiết khấu hấp dẫn và được nhiều quà tặng kèm. Mà đã vậy, giá quá rẻ mà chất lượng đã được nhiều họ chị em ở Úc, Anh và Dubai yêu thích. Vậy thì ngại gì mà không liên hệ ngay Dược phẩm Hoàng Giang Sài Gòn ngay hôm nay.